Rồi, trận thiếu bản lề. Và đây là Cho Son trong tay game thủ Trần Đình Thành. Còn bên kia là Hitty. Quân lợi thế hơn dành cho Lưu Anh Đức rồi. Mỗi game thủ có một lợi thế trong từng một trận đấu một. Và trong trận thiếu này thì game thủ Trần Đình Thành là người không có nhiều lợi thế khi được cầm quân cùi Cho Son. Và đối đầu một cung tuyển Hitty. Nhưng Cho Son vẫn có cửa với Hitty ở map la. Trong map la thì đơn giản là các bạn lên được đời thì các bạn đã có lợi thế rồi. Còn khi nào mà các bạn không lên đời thì các bạn mới bắt đầu tính đến chuyện là mất lợi thế thôi. Lên đời muộn hay là bài vở nó không ủng hộ cho lắm thì mới bắt đầu xét đến chất quân. Chứ còn thể đầu xét thì bao giờ người ta cũng sẽ xét bài đời vở, bài đấu trước. Cái bài Cho Son này quả đầu 6 và gỗ đầu thì xa. Đối đầu với một Hitty. Hitty chắc cố nhất sẽ là đi chém thủ phủ. Căng nữa thì cùng thổi phủ. Nhưng mà đi dò đầu tiên thì bài Cho Son của game thủ Trần Đình Thành. Có vẻ mình ở đây là lần đầu tiên mình quay máy game thủ Trần Đình Thành, nhưng đồ ăn của anh và bài vở của anh đang có vẻ khá là nghiệt. Quay sang cái Cho Son luôn được. Hai trận trước thì quay thủ Liêu Đức thì mỗi lần quay anh Đức thắng một trận, thua một trận. Đang đi dò nhưng mà chưa thấy gì cả, gỗ đầu xa các bạn thấy không? Rất là xa nhà chính. Tách luôn hai dân đi dò rồi. Có quả phụ luôn trận thiếu này. Dấu hiệu có vẻ ổn ổn rồi đấy. Vậy một móng nhà BE thấy rừng dừa. Bên kia còn đang chậm dần cơ. Như vậy bài đội bạn còn đang chậm dần, tôi cứ bình tĩnh. Hitty trong map la thường nó sẽ rất là nghiệt. Bởi vì nó là quân tuyển. Còn Hitty trong map la nó hay nghiệt lắm. Hai dân được tách ra đi dò. Chưa thấy hiêu đầu và voi đâu cả. Đây rồi. Vậy hiêu đầu rất xa nhà chính. Cái rừng dừa này cũng mỏng dính. Hiêu đầu rất xa nhà chính và cánh rừng dừa thì nó mỏng dính. Mấy con hiêu đây, lại còn 4 con nữa, trời ơi. Thôi như vậy là vẫn lùa về. Có voi rồi. Nhắc cái gì có cái đó. Chỉ có điều là gỗ đầu hơi xa xíu thôi. Có lẽ là anh nên câu voi và lùa hiêu này về gần với BS. Đúng rồi. Vâng, câu voi về nhà chính và lùa hiêu gần về BS đầu của mình. Đóng S nhân đôi ăn cả hiêu cả cả rừng. Vâng, thêm voi nữa này. Như vậy bài Cho Son được đấy. Vâng, đội bạn đang chậm hai dân kìa. Chậm hai dân tức là quả của Hitty xấu lắm này. Bởi vì lúc nãy chậm một dân, giờ đến chậm đến dân thứ hai thì chắc chắn là quả phải xấu thôi. Hay là lại còn quên xin dân đấy. Trong các game thủ chúng ta thi đấu đến vòng vòng tứ kết này rồi thì ít có tình trạng quên quên xin dân lắm. Thế là hoàng chó mất một bé. Cầu voi đang mải mê làm gì mà lại quên cầu voi thế này. Chết thật. Vâng, đây chiếc BS đầu tiên dành cho bài Cho Son của game thủ Trần Đình Thành. Bây giờ thì bằng dân với đối phương rồi đấy. Đối phương quả xấu. Anh câu voi thì lại chết dân. Voi xuống cái đèo này rất là khó chịu. S đi anh ơi. Rồi cẩn thận nó lăn ra chết. Ôi dồi ôi, một phi nữa chết. Giờ mà quay lại giật nó một phát là chết này. Rồi ok, như vậy nó nằm xuống rồi. Giết con sư tử này cho nó ăn thêm 3 quả. Có 6 cây ở đây, 12 cây quả, 3 con voi yêu đầu 4. Đi đóng S ăn vàng cũng được và tập trung câu voi đã. Điều quan trọng nhất là những câu voi nó phải chuẩn chỉ cơ. Bài đội bạn dò 12% bản đồ, 22 dân chứng tỏ bài cũng mắc binh đấy. Dò đây không phải đôi voi không? Như vậy chỉ một con voi lẻ thôi. Thật thì cũng câu về nốt. Chắn rồi. Đừng nghĩ nhiều. Dân quả đầu đã bắt đầu đứng chơi. Và như vậy anh câu voi bây giờ anh quyết định đi một con đường khác. Nó dễ dàng hơn. Rồi cho nó hút một phát. Chắc chắn câu voi đây thứ hai để sẽ về. Đánh 25 dân. Vài cầm Cho Son của mình. Đồ lùa về rất muộn. Còn voi bên ngoài thì hơi xa. Tí nữa sẽ đóng một chiếc BS ăn 7 hiêu này. Vâng, anh vẫn tách dần được cầu voi cái đã. À, như vậy là quay về lùa hiêu. Ok thôi. 26 dân và dừng dân chờ thực kích rồi. Lùa hiêu về chiếc BS đầu. Ồ, chết hơi xả đấy. Kích đời rồi. 843 với 26 dân của Cho Son. Đánh nốt một dần ra câu voi không anh? Đúng rồi. Câu voi về chứ. Còn lại cắt dân đi dâng lờ thì phải. Rồi bạn cũng 26 dân và bài Hitty chỉ do 14% mà thôi. Có vẻ bài rất là đẹp dành cho game thủ Lưu Anh Đức trong trận thiếu này. Thêm 7 hiêu bên ngoài nữa này. Câu voi về. Rồi lại bị nó hút chỗ cái rồi. Hai dân được cắt đi dâng lờ ở đây. S nào. BB đóng rồi và chiếc con voi thứ ba. Ok luôn. Và như vậy là dâng lờ lại đâm vào bãi quả tiếp. Rất là tốt.
cả phụ vẫn đang ăn, gỗ thì thừa rồi đấy. Lên đời xong, BL. Và đây sẽ là BM. Với cái bài đấu cầm cho son của mình. Và lên đời 2 là bằng khít nhau. Với bài chúng ta là bài hit team mắc của mắc. Bằng bài cho son đánh 27 dân trừ 1. Trên đời ngang với hit team các bạn biết rồi. Bây giờ sẽ xin dò một nước cốc công giáp. Đi ăn hoàng thì bãi quả bên ngoài này. Đây. Ăn hoàng rất xa. Thế mà mình sẽ chủ động ăn bảy hiêu trước, còn bãi quả thì ăn sau. Đóng ăn vàng nè. Ok. Giò đã có một con giò chưa công giáp gì cả. Anh đang lên công cho ngựa giò thôi, lên xong rồi. Ăn thêm bãi quả nữa, sau đó đóng L2 ra phệt. Chưa thấy nhà Hitty đâu, bài này bạn giò có 12% bản đồ thôi. Chắc nhiều voi và quả phụ lắm đây. Và không có cho mặt 3 giờ này. Vậy thì đối phương sẽ ở dưới 6 giờ hay ở trên 12 giờ. L2 được thiết kế ở đây rồi. Khả năng cao đối phương nằm góc 6 giờ. Và như vậy bắt đầu quay con giò mình lại. Bỏ nguyên một khoảng 12 giờ đấy. Vâng, chỉ là con giò lấy lên công thôi, không lên giáp. Lên đời sau. Sóc hai nhà BL. Chắc chắn rồi. Bánh xe thì không lên được, và đúng là nhà đối phương thì vẫn sống rồi. Bây giờ đàn hoàng đang cứu vãi quả. Thôi chơi thôi. Làm tạm một cháu, vấn đề gì đâu. Và cũng lên đời 3 rồi luôn. Đấy thì khá là gắt. Ôi rồi, rõ ràng ý đồ bo nhỏ gom quân rồi. Đây đi là hết bo nhỏ bãi gỗ này. Bây giờ thì hai ngựa chém được đẩy vào đây. Bài đấu bo nhỏ gom quân thì cầm Hitty, nhưng chưa kịp bo thì đã bắt đầu chuẩn bị bị chơi vào rồi. Có T này. Nó lên đời sớm đấy. Và như vậy anh quyết định sang chém bãi gỗ này đối phương. Rồi, đã được chém được 1T. Hai sư tử tập cánh luôn, ngựa chém gần hoàng. Vâng, đây là ruộng của đối phương. Rồi, cái bãi gỗ này hở anh ơi. Các bạn đã kéo dân ra rồi. Tham lai 31/36. Đây, dân đối phương kéo đi ăn gỗ cho nó chạy ra bên ngoài này. Vâng, thả vào bãi gỗ này phát nữa. Rồi, chém đi. Các bạn chạy hết rồi. Và có tơn cung rồi đầu tiên để cầm Hitty và có cả giáp. Ai giời. Và Hitty có giáp là cũng căng đấy. 40A thì tôi mới thấy 3 con cung rồi thôi. Vậy mình cố gắng đi ruộng của Hitty. Với bài cầm cho son mình tham lai 32/36 tiếp tục đẩy thêm chém lên đây. 2 cung rồi vào chém lên 1 con ngựa chém cân đôi. Còn ngựa cung rồi Hitty bắn giáp hết. Vậy là con chém và con cung rờ cùng lăn ra chết. Các bạn đang bò nhỏ bãi gỗ. Quá nhanh tay. Rồi tiếp tục bò nhỏ được luôn. Sao bò nhanh nhỉ? Cũng vậy rất là nhanh đến từ game thủ Lý Văn Đức. Rồi chém ra đứng kê ở đây. Thêm bài chém được đẩy vào. Hai lời là bắt là siêu đều. Vâng, thấy dân của đối phương. Và dân ăn hoàng của anh cũng đang bị bắn. Bạn xách dân đi ăn hoàng rồi. Chạy tứa lừa trên bản đồ. Ở đây chưa chắc Hitty đã sống được đâu. Nó cho nó chém khỏe ở đây. Nếu mà mình sẽ ở nhà nâng cấp ra 4 luôn. Và anh đi ăn hoa thêm bãi quả trên này nữa. Hợp lý. Cung rờ đối phương nở ra thì chú ý chém cung rờ. Chứ nếu không để đối bạn tụ được cung rờ sẽ rất là đau đầu. Khi đối bạn mà tụ được cung rờ thì anh sẽ chết. Và chém 4 lên xong. Chém thôi. Ở chưa. Đang nâng thôi. Nhưng anh vừa lên xong công nghệ gì đó thì em mờ. Và anh vậy cứ lên công nghệ đào vàng. Và anh vẫn đang dồn những con cung rờ đấy chưa. Chém 4 vẫn chưa lên xong lâu chứ nhở. Mãi chưa lên xong chém 4. Cảm giác như bài Hitty của Lưu Minh Đức đã không xin ra được nhiều cung rờ. Bạn 28 dân, tham cân thôi. Chém 4 lên xong rồi. Còn này thì cung rờ Hitty giáp 2 không có tuổi. Bài gỗ ở đây cũng đã chạy hết. Đấy, tôi vừa thấy tơ một tơ nông dân bạn chạy gần góc 12 giờ. Anh phải chú ý quản được tơ nông dân trên gần góc 12 giờ để đối phương thôi. Đối phương không ra thêm cung rờ này. Cung rờ đứng bên trong để bắn ra rồi. Không thể vào nổi khu vực này của nhà đường Hitty. Và đoạn cho 5 cung rờ đi quản bản đồ. Anh vừa bắn chết vài nông dân ở đây. Còn bãi vàng dân ăn gỗ chạy hết ra ngoài này rồi. Còn đây một cái ruộng. Bãi Hitty 2 quả phụ.
Bảo sao lên đời trong vẫn đang bú bả mầm mầm khỏe thế. Tôi vẫn thấy đôi bạn ra được cung rồi, đang tụ vào khá khá rồi đấy. Và tôi dân ăn hoang của đối phương đây rồi, chém rồi, ăn được 3 dân rồi. Dân hoang của anh cũng đang ăn ở đây. Ở nhà về bắt những tên cung rồi đi móc máy của đối phương thôi. Thảm lại 40/52, thảm rất to cho sòi. Và vẫn còn dân ăn hoang, vàng vẫn đang còn nhiều, chém vẫn đang vắt đủ. Nhưng ngựa chém nó rồi, nhưng cung đời hít tì. Giáp 2 thôi, tham lại cái nào. Bạn vẫn 28 dân. Tham bên này thì cho son đang nhỉnh hơn một chút xíu. Bạn rơi tầm tham 3 mấy. Sau giờ này mọi thứ đại sạch sẽ khác. Chém 4 chém cung đời cực kỳ nhanh. Các bạn có tên quân to lên nhà anh rồi. Anh vừa chết sạch bãi vàng, mất vàng rồi, khá là đau đớn. Bắt nốt tân dân này của đối phương nào. Vâng, anh quyết định xét chém đang chém nhà đối phương cũng được. Và trong vừa đứng trong nhà BA để có thể thủ bằng gỗ, đối khác thì chạy ra ngoài. Và bài đấu mà tôi nghĩ rằng bài Hitty này cũng đang đi ăn hoang rồi. Rồi bạn bắn được dân của anh rồi đấy. Anh có chú ý nông dân mình không? Chết khá nhiều dân dành cho game thủ Trần Đình Thanh. Chém chết nông dân và cung đời đối phương. Tham lại là 33. Các bạn không giải dân, tham vẫn cân. Hitty là bài chủ động bo nhỏ gom quân rồi. Bởi vì nhiều cung đời Hitty nó tụ lại thì bắn cũng xin lỗi là chém cũng khá là mệt đấy. Mặc dù anh đã là chém 4, phải thêm một tên nữa về đây thôi. Bạn có dùng những gì muốn hit and run. Thì anh sẽ đang hổ báo lao và chém luôn khi lượng chém của anh là quá nhiều. Và chém thôi. Yeah, phải đi anh. Bị chém rát quá. Ôi ở đây. Làm khoanh ruộng to tổ bố ở đây mày không nhìn thấy. Ôi kìa. Rồi bạn vừa vẽ khoanh ruộng đây không nhìn thấy chấm bốc vàng to đùng trên bản đồ con này anh ơi. Hàm ơi. Rồi bây giờ mới quay lại đúng không? Rồi đúng rồi. Đây. Khoanh ruộng to đùng ngã ngửa này. Ờ thôi sao. Rồi chém rồi chém 4 rồi chém ruộng nhanh lắm. Rồi bạn vừa mới vẽ khoanh ruộng này thôi. Và ở nhà anh đang bị đối phương vậy bắt dần. Rồi bạn vừa đen ruộng chạy. Lần chuẩn bị gặp nhau. Cũng vừa đối phương không có nhiều. Anh nhớ điều này. Thảm bại của anh vẫn là 32/52. Còn dân đi ăn hoàng đâu không? Vâng như anh cũng hết dân ăn hoàng rồi. Kéo hết về đây rồi. Vâng giờ gặp cũng vừa giúp thì xin lỗi cũng vừa thì chém luôn. Bài này khả năng cao là cái thủ Trần Đình Thanh lại tươi đấy. Sau khi bắt được tơn dân vừa rồi đối phương lại tham lại đè mạnh luôn. Đấy. Đấy khi đánh thủ quan không thủ phù thì cũng dễ chết lắm. Có thể là gặp những loại quân thuần chém thì các bạn cứ thủ phù ra cho lành. Rồi cũng rồi đã bị chém đuổi dài như đỉa này. Chém 4 nó phang cho thì đỡ thế nào được. Yes. Và như vậy là Liên Văn Đức quyết định gõ 1 và quyết luôn. Tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho game thủ Trần Đình Thanh trong cuộc đối đầu ở nội dung solo random với game thủ Liên Văn Đức. Bài Hitty không có tí rừng nào mà đánh cung thế này thì chết rồi. Và bị cho son chém chết và ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo chung kết đầu tiên giữa Liên Văn Đức ở nội dung solo random.